Những thực phẩm không nên hâm nóng trong lò vi sóng kẻo rước trăm thứ bệnh vào người. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì lò vi sóng nó đã trở nên cần thiết và hữu ích đối với các bà nội trợ. Tuy nhiên thì chúng ta cần lưu ý những cái loại thực phẩm sau đây tuyệt đối không được hâm nóng bằng lò vi sóng vì sẽ gây hại đến sức khỏe anh chị nhé. Một là cơm. Hâm nóng cơm bằng lò vi sóng sẽ làm cho các bào tử gạo sản sinh ra cái vi khuẩn là Bacillus cereus, khiến chúng ta đau bụng hoặc là đổ bệnh đấy. Hai là trứng, nó có hàm lượng canxi cao, giàu chất dinh dưỡng, vitamin, nhưng mà khi được làm nóng lại dưới nhiệt độ cao thì lòng đỏ trong trứng nó sẽ biến thành chất độc rất có hại cho cơ thể. Ba là sữa mẹ và thức ăn trẻ em. Chúng ta thì thường hay giã đông thịt cá bằng lò vi sóng đúng không? Khi đó thì một số vi khuẩn từ thịt cá sống nó vẫn sẽ còn tồn tại và nhiễm chéo sang thức ăn, sẽ rất nguy hiểm khi đó là sữa và thức ăn của trẻ em anh chị nhé. Bốn là các loại rau xanh. Hâm lại rau trong lò vi sóng có thể khiến nitrat chuyển đổi thành nitrosamin, gây ung thư và ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển oxy của cơ thể. 5 là ớt. Đặt ớt vào lò vi sóng sẽ khiến thành phần tạo vị cay của ớt được giải phóng vào không khí. Ngay khi mở lò vi sóng, các chất này sẽ thoát ra và có thể làm bỏng mắt và cổ họng của chúng ta đấy. Trên đây là 5 cái loại thực phẩm mà chúng ta không nên bỏ vào lò vi sóng. Anh chị hãy lưu lại và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết để cùng nhau chăm sóc và bảo vệ sức khỏe anh chị nhé.